Cảm mọi người nha, hôm nay mình ăn đậu hũ chiên gói lá cách với lá tía tô dưa leo, mình chấm nước mắm chua nha mọi người, mà mọi người ăn thưởng thức cùng mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video kênh Quân Miền Tây nha mọi người. Kênh của mình mới thành lập còn nhỏ bé quá, mong sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người cho kênh mình được 1000 người đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mà mọi người ăn thưởng thức cùng mình nha. Đậu hũ á, mình mua bữa ăn gầm nè mọi người. Cái mình kho với rau không, cái đậu hũ bỏ trong tủ lạnh cái quên, giờ còn đem ra chiên ăn. Rau này rau nhà không mọi người, dưa leo cũng trồng nhà luôn. Ớt cay quá. Lá tía tô mình gãy 10.000 bạc nó lên nhiều lắm. Lát tí tàu lên leo. Mình thích ăn rau, mình gói rau nhiều. Thank you.
15 gram mọi người. Thank you.